Chào các bạn, tôi là Rim Chất. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim kinh dị Hàn Quốc vô cùng đáng sợ. Một cô gái xinh đẹp nhưng đôi chân bị liệt không thể cử động. May mà có bà hàng xóm chăm sóc cô. Nhưng mục đích phía sau đã bộc lộ bản tính của họ. Tôi xin bắt đầu câu chuyện. Mở đầu phim, Se-jin là một nhà thiết kế. Cuộc sống làm công ăn lương cô cùng vất vả. Ngày nào cô cũng phải tăng ca mà không được tính công. Tối hôm đó cô phải tăng ca, nhưng khi bước ra cửa, tất cả đèn điện phía tòa nhà đối diện đều vụt tắt. Lúc này vừa hay 9 giờ 56 phút tối. Sau đó, Se-jin về nhà ngủ một giấc. Mới sáng sớm, tòa nhà đối diện có một người chết. Ngày nào không tăng ca ngày đó không có tính sáng tạo. Tối ngày hôm sau, Se-jin lại tiếp tục tăng ca. Kỳ lạ, đèn phía đối diện lại cùng lúc vụt tắt. Trùng hợp hơn nữa, lại đúng 9 giờ 56 phút, cái quỷ gì vậy? Công việc quan trọng hơn. Cô vội vã làm việc, tăng ca xong còn về nhà ngủ. Nhưng khi Se-jin ngồi tàu điện ngầm về nhà, có một người đàn bà dường như đang đi theo cô. Chưa kịp nghĩ, tàu chạy đến. Giây phút đó, người đàn bà kia kéo theo Se-jin định nhảy xuống dây tàu. Trời ơi, tôi cướp tiền tăng ca của bà. Hay bà sợ đông người lát không chen lên tàu được. Tàu đã đến đâu, bà chen cái nỗi gì, hai người thì không thể. Xếp hàng nghiêm chỉnh à? Được rồi, nhường bà trước đấy. Người đàn bà cuối cùng nhảy xuống đường dây. Ôi mẹ ơi, bà ta bị tàu chẹt qua chết thảm. Se-jin sợ xanh mật, đêm đêm đều mơ thấy ác mộng. Sao lại bí ẩn đến thế? Một tối nọ cô nằm mơ thấy ác mộng. Sáng sớm cô chạy bộ và vô tình gặp cô bé bị liệt chân ở tòa nhà đối diện, Ju-ji-on. Ju-ji-on cũng là một cô gái đáng thương, cả gia đình gặp tai nạn qua đời. Bây giờ chỉ còn lại mình Ju-ji-on. Thế ai là người chăm sóc cô vậy? Là những người hàng xóm, nhiều không xuể. Có lúc còn phải xếp hàng hẹn trước nữa đấy. Thì ra hàng xóm phía đối diện lại nhiệt tình như vậy. Ju-ji-on thấy Se-jin khá tốt bụng. Trước khi về, cô tặng cho Se-jin lập phương Rubik. Chuyển cảnh thì tới trời rồi. Se-jin tò mò nhìn sang phía tòa nhà đối diện. Kia là Ju-ji-on, quả nhiên có một bà cô tốt bụng. Đang bón cơm cho Ju-ji-on, Se-jin tình kính viễn vọng nhìn. Tiếc là bà cô kia kéo rèm lại. Sau đó, bà ta liền quay ngoắt thái độ. Sao? Không ăn được à? Bà ta cho cô một cái tát. Ju-ji-on sợ hãi, no rồi cũng phải cố mà ăn. Ở một góc trong phòng Ju-ji-on, có người đang nhìn chằm chằm về phía cô. Thời khắc vui vẻ thường rất ngắn ngủi. Lại là 9 giờ 56 phút, Se-jin lại phát hiện tất cả căn phòng tắt đèn cùng lúc. Nhưng việc kỳ lạ không chỉ ở chỗ tắt đèn, mà là sau khi tắt đèn, một người đàn ông như bị ma nhập tự mình nhảy lầu. Trời ơi, sao gần đây mọi chuyện ngày càng ly kỳ vậy? Sau đó, Se-jin vẽ bản đồ phân bố của tòa nhà lên trên tấm kính. Cô muốn tìm hiểu có quy luật gì ở đó. Cảnh sát cũng đau đầu vì chuyện này. Mấy vụ án tự sát gần đây đều không có bất kỳ động cơ tự sát nào, đúng là chuyện hoang đường. Se-jin cũng kể lại, quy luật cô nắm rõ là vào 9 giờ 56 phút tất cả tòa nhà sẽ tắt đèn. Chỉ khi tắt đèn là ngày thứ hai thế nào cảnh sát cũng nhận được thi thể người. Tắt đèn là chết người à? Lẽ nào là cái đèn giết người? Mau đến bệnh viện lấy số. Kiểm tra não đi. Bó tay, manh mối mà Se-jin cung cấp cho cảnh sát đã bị thất bại. Cô lại về nhà tiếp tục ác mộng của mình. 9 giờ 56 phút, báo thức vang lên, Se-jin vội vàng chạy ra xem. Không tin là mình không tìm được nguyên do nào. Mình quyết không ngủ. Lúc này cô nhìn thấy Ju-ji-on vô cùng yếu ớt, cố sức trèo lên xe lăn. Kỳ lạ, không phải ngày nào cũng có hàng xóm chăm sóc cô sao? Hay là rảnh rỗi quá nên cô ấy tự mình tập luyện bò trườn? Không được, mình phải đi xem sao. Khi cô đi vào thang máy tòa nhà đối diện, có một cô gái quay ra tổng sỉ và Se-jin. Cô ta nói cô ngày nào cũng cầm kính viễn vọng nhìn trộm sang tòa nhà chúng cháu. Cô có biết xấu hổ hay không? Se-jin nói buổi tối lúc 9 giờ 56 phút mong mọi người tuyệt đối đừng tắt đèn. Đã nhìn lén lại lắm chuyện, tắt đèn thì không nhìn rõ à? Còn yêu cầu người khác không được tắt đèn. Đương nhiên dung hong. Không thèm quan tâm tới lời của Se-jin. Se-jin thấy Ju-ji-on không có gì khác biệt. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo Ju-ji-on đừng tắt đèn vào lúc 9 giờ 56 phút. Ngày hôm sau một anh chàng hàng xóm đến chăm sóc Ju-ji-on. Hắn ta đổi ý đồ xấu với cô gái trói gà không chặt như Ju-ji-on. Sau khi xong việc, hắn rời khỏi nhà Ju-ji-on như mọi hôm. Khi hắn đi vào thang máy, một người phụ nữ bí ẩn đã vứt hắn xuống phía dưới thang máy và ngã chết. Se-jin định qua thăm Ju-ji-on và đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Se-jin nói với cảnh sát là do mọi người tắt đèn lúc 9 giờ 56 phút. Tắt cái khỉ gió, cả ngày đến tối chỉ biết nói mò. Se-jin không thuyết phục được cảnh sát. Cô đành chạy đến nói với hàng xóm phía đối diện, các cô bà chú bác. Mọi người đừng tắt đèn lúc 9 giờ 56 phút có được không? Không tắt thì cô trả tiền điện cho chúng tôi à? Dung hong sau khi nhìn thấy mấy vụ tự sát hai ngày qua, cô bắt đầu để ý đến lời Se-jin.
Sejin dặn dò cô bé tuyệt đối không được tắt đèn. Dung Hong đồng ý, dù sao tiền điện cũng không nhiều, mạng quan trọng hơn. Sejin lại bắt đầu nhìn lén. Lần này là một bà chị khác bón thuốc cho Jujion. Có người chăm sóc Jujion, Sejin cũng thấy yên tâm. Khi Sejin rời khỏi cửa sổ, cảnh tượng quái dị lại xảy đến. Bà chị này đang ép Jujion uống thuốc. Jujion vốn dĩ không cần phải uống thuốc. Tất cả những điều này đều bị người thần bí núp trong phòng nhìn thấy. Tối hôm đó, Dung Hong nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Mẹ ơi, một người đàn bà mặc váy đỏ bước ra khỏi nhà của Jujion. Dung Hong sợ hãi, cô chui đầu vào trong chăn. Thì chắc chắn người khác sẽ không nhìn thấy. Sau đó người phụ nữ váy đó vào nhà, đứng bên cạnh giường Dung Hong một lúc, sau đó bỏ đi. Bà chị bón thuốc cho Jujion chết thảm hại vào tối hôm đó. Cảnh sát điều tra, trong số đồ vật của bà chị kia có một chiếc chìa khóa không phải của nhà chị ta. Các vụ án nối tiếp nhau khiến cảnh sát to đầu. Sejin đang ăn cá dưa chua trong quán ăn. Đồng hồ lại điểm 9:56. Việc nhìn lén sắp muộn rồi giờ rồi. Nhìn mới biết phía đối diện làm gì còn hàng xóm tốt bụng nào nữa. Rõ ràng là cao thủ võ lâm còn gì. Tiệt duyệt sư Thái Hạ đao ván Jujion chỉ trong tích tắc. Sejin vội vàng chạy đến tòa nhà giúp đỡ Jujion. Gặp bà ta ở cửa thang máy, cô chất vấn ngay, tiệt duyệt sư Thái, nãy bà vừa làm cái gì thế? Sư Thái đuối lý vội vàng trốn đi. Sejin lo lắng cho Jujion, cô vội vàng chạy tới xem sao. Nhưng cho dù cô gõ cửa thế nào, Jujion cũng không ra mở cửa. Sư Thái vừa vào nhà liền bị một sức mạnh quái gở lôi đi. Sau một đêm, cảnh sát phát hiện đã trở thành một cái xác và cũng có một chiếc chìa khóa không thuộc về mình. Sejin lại giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng. Cô nhìn qua cửa sổ thấy Jujion dường như không hề hấn gì đang ngồi bên cửa sổ. Dung Hong quay một đoạn clip cho Sejin xem. 9:56 tối, Dung Hong tự nhiên đứng dậy tắt đèn. Kỳ lạ ở chỗ cô bé không hề nhớ ra cảnh này. Dường như có một thứ thần bí nào đang điều khiển mọi chuyện. Cảnh sát cũng phát hiện ra những chiếc chìa khóa kia là của cùng một cánh cửa. Nhưng là cánh cửa nào thì chỉ có mở từng cái một mới biết được. Dung Hong lại nhìn máy quay, cô sợ giật bắn mình. Đêm khuya, cô ngồi trên giường. Bên cạnh cô bỗng xuất hiện người phụ nữ váy đỏ. Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nhà Jujion. Thời gian vừa đúng lúc 9:56. Cảnh sát vừa bước vào cửa, liền bị người phụ nữ váy đỏ tấn công. Anh tóm lấy cô ta. Hóa ra người bí ẩn trốn mãi trong nhà Jujion chính là tên này. Nhưng tiếc là hắn mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy gì cũng sợ hãi, không nói thành lời. Bệnh tự kỷ như thế này, không thể nào giết người, cũng không có động cơ giết người. Không còn manh mối. Sejin vô tình nghịch khối vuông Rubik, nhưng khi cô nhìn kỹ thì thấy có điều kỳ lạ. Mỗi một ô vuông đều có một chữ số. Khi ghép một hàng ô vuông cùng màu với nhau, đối chiếu với các chữ số, thì đó chính là số phòng có người chết tiếp theo. Dung Hong cũng lên mạng và tìm được. Năm đó khi Jujion bị liệt, toàn bộ hàng xóm đều nhiệt tình đến chăm nom cô. Việc vinh hạnh như thế này báo chí cũng đã từng khen ngợi. Nhưng kỳ lạ là phía sau lại có tờ báo đưa tin rằng Jujion đã chết một năm trước. Mẹ ơi, thế mấy ngày vừa qua họ nhìn thấy Jujion là vì sao? Tên tự kỷ sau khi được cảnh sát vỗ về, ý thức cũng dần dần tỉnh táo. Một năm trước hắn ta chuyển vào căn nhà này. Sau đó Jujion cũng được hàng xóm nhiệt tình xếp vào ở ngôi nhà này, nhưng do mắc bệnh tự kỷ, hắn ta thường xuyên trốn trong phòng của mình. Lúc đầu hàng xóm chăm sóc Jujion rất chu đáo. Nhưng thời gian dài, sự nhẫn nại của họ mất đi. Họ cảm thấy phiền phức và dần già dày vào bắt nạt Jujion. Jujion dần mất hy vọng về tương lai. Thế là vào đúng 9:56 một năm trước cô đã tự sát. Tiếp đó cứ vào giờ này mỗi buổi tối, hồn ma của cô sẽ nhập vào người đàn ông tự kỷ này và tìm từng người một báo thù. Còn những gì Sejin nhìn thấy từ cửa sổ chỉ là từng ký ức một của Jujion mà thôi. Sau khi biết nỗi oan ức của Jujion, cô lấy hết can đảm bước vào ngôi nhà. Sejin nhìn thấy Jujion, cô liên tục khuyên nhủ cô bé. Khoan dung với người khác chính là buông tha cho bản thân mình. Nhưng nỗi hận thù của Jujion làm sao có thể hóa giải bằng vài câu nói của Sejin. Jujion tức giận đẩy Sejin ngã xuống lầu. Dung Hong và cảnh sát xuất hiện thì đã muộn. Để điều tra rõ ràng về vụ án ly kỳ này, anh cảnh sát cũng dọn vào ở nhà Jujion. Đúng vào 9:56 tối đó, họ không hề nhìn thấy Jujion, mà nhìn thấy Sejin, người đã bị ngã chết, câu chuyện kết thúc. Xem xong bộ phim, tự nghĩ, có phải một số người sau khi ban ơn cho người khác, thì sẽ ép họ phải làm theo mình. Đặc biệt là khi đối diện với một cô gái không hề có sức phản kháng. Khi bạn chịu trách nhiệm chăm sóc một ai đó, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, từ đầu chí cuối, không được thay đổi. Đàn ông cũng phải đối xử với đàn bà như thế, bạn bè với nhau cũng cần như thế, con cái với bố mẹ cũng nên như thế. Hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.